Chuối này là lúc trước là cái chuối này cũng cao, cũng có buồn, cao to và dài lắm. Nhưng mà mình đốn ngang rồi mình nghĩ là nó chết. Nên thật sự là nó không chết mà nó còn sống. Nó nhảy con và nó chỗ thêm một cái buồn khác nữa. Có lá nè. Này, có hoa chuối nè, gọi là bắp chuối. Vài tháng sau thì nó sẽ nở ra thành cái buồn chuối. Mọi người, hôm nay mình đi làm cái clip này là tại mình thấy trong vườn chuối nhà mình có một cây chuối không có bình thường như các cây chuối khác. Như các bạn thấy nha, đây là một cây chuối bình thường nè. Đó. Đây là cây chuối kế bên nè, nó già, nó cao rồi mới có chỗ buồn. Các bạn thấy không, rất là cao. À, bên đây cũng vậy nè. Để mình quay cho các bạn xem nha. Đây là một cái chuối bình thường, nó ra bông rồi mới có buồn, nhưng mà nó rất là cao đó, các bạn thấy không. Nhưng có một cây chuối rất không bình thường đây, để mình cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy chưa, cái chuối này bị chặt ngang rồi nhưng mà nó vẫn chỗ buồn lên được. Kế bên nó còn có hai cây chuối con nữa. Cái chuối này là lúc trước là cái chuối này cũng cao, cũng có buồn, cao to và dài lắm. Nhưng mà mình đốn ngang rồi mình nghĩ là nó chết. Nên thật sự là nó không chết mà nó còn sống. Nó nhảy con và nó chỗ thêm một cái buồn khác nữa. Có lá nè. Này, có hoa chuối nè, gọi là bắp chuối. Vài tháng sau thì nó sẽ nở ra thành cái buồn chuối. À, cái khúc thân của nó như này nè, như mường nè. Còn đây là khúc thân còn lại. Nhưng mà nó không có chết. Các bạn thấy không? Lúc trước đó, mình thấy cũng có một số bạn đăng hình ảnh cây chuối chỗ buồn như vậy lên mạng. Nhưng mà mình nghĩ đó chỉ là hình ảnh Photoshop thôi. Mình không có tin. Hôm nay là mình thấy trong vườn mình có cây chuối như thế này, mình mới tin đó là sự thật. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cao có bao nhiêu đây ta? Đây là cái lá, nó chỉ có một lá duy nhất. Tháng sau thì nó sẽ chỗ buồn. Đó, các bạn thấy không? Đây là cái bụi chuối nha của nó nè. Khi nào nó chỗ buồn thì mình sẽ quay cái buồn của nó cho các bạn xem nha. Các bạn nhớ đón xem cái video tiếp theo của mình nha.